Khi các bạn mua máy Surface Pro 11 ở tại Surface City thì các bạn sẽ nhận được một tấm thiệp như thế này. Bên trong nó sẽ có dòng chữ chúc mừng các bạn đã là những người đầu tiên sở hữu chiếc Surface Pro 11 và thêm một voucher giảm giá cho những lần mua máy và phụ kiện tiếp theo tại Surface City bằng tiền mặt luôn nha các bạn. Và sau đây sẽ là video mở hộp chiếc Surface Pro 11 màu đun, màu mới nhất và cũng là một trong những màu mà hấp dẫn nhất thời điểm hiện tại. Đầu tiên thì đây là hộp của chiếc máy, đây là chiếc hộp mới nhất dành cho những chiếc Surface Pro 11 và các bạn có thể nhìn thấy là màu của chiếc hộp này thì nó cũng trùng với lại màu máy ở trên chiếc Surface Pro 11 luôn, màu đen, màu trắng, màu sapphire, màu đun, nó là màu vàng cát ấy. Ở thời điểm hiện tại thì mới là thời điểm đầu tiên có hàng những chiếc Surface Pro 11 ở tại Surface City thôi. Vì vậy nên là giá của nó thời điểm hiện tại thì nói chung là tương đối hấp dẫn cho những bạn nào mà tài chính khá là dư dả. Và đương nhiên là nó sẽ có rất nhiều cái chương trình khuyến mãi để bù vào để làm các bạn thoải mái hơn khi mà chi ra số tiền lớn như vậy cho một sản phẩm mới đến từ Microsoft và chip cũng mới toanh luôn. Thật ra cũng không mới toanh lắm nhưng mà ý đại khái là lần này đây là lần mà Microsoft đặt cược vào những con chip ARM với Snapdragon với một trình biên dịch để giúp cho những chiếc máy sử dụng chip ARM này có thể chạy được những ứng dụng x86, những ứng dụng 64 bit của những chiếc máy sử dụng chip Intel khác. Hơi dài dòng một chút nhưng để các bạn hiểu rằng đây là chiếc máy mà rất rất đáng mong chờ thời điểm hiện tại. Chiếc máy mà mình đang cầm ở đây thì là Pro 11 với chip Snapdragon X Plus và 16GB RAM, 512GB bộ nhớ trong. Surface Pro 11 thì được ra mắt với Snapdragon X Plus và X Elite. Thì X Elite là con chip cấu hình cao hơn, còn X Plus là chip cấu hình thấp hơn. Nếu như mà so với phân cấp các thiết bị Surface Pro trước đây thì X Elite thì nó giống như là i7 và X Plus thì nó giống như là i5 vậy. Thì ở đây phiên bản mình đang có là Snapdragon X Plus 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong màu đun. Bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem, mình cũng rất là tò mò xem bên trong của nó sẽ có cái gì nhá. Surface Pro 11 thì cũng đi kèm với kiểu siêu hộp mới. Kiểu siêu hộp này khá giống với các thiết bị của Apple. Để có thể mở được cái siêu này thì các bạn sẽ xé cái siêu này ra này. Đây các bạn, khi mở ra thì trông nó sẽ như thế này. Và đây chính là màu sắc của, các bạn có thể nhìn thấy là cái hộp với lại màu sắc của máy thì nó rất là tương đồng. Nhấc máy lên, các bạn cầm ở đây, nhấc lên. Đây là siêu màn hình của chiếc máy và các bạn có thể nhìn thấy là siêu màn hình này thì nó cũng cùng màu sắc với lại chiếc Surface Pro 11 này luôn. Tông xẹt tông. Năm nay thì ngăn đựng phụ kiện nó hơi khác, cái đóng gói phụ kiện cũng hơi khác một chút. Đây là phần sách hướng dẫn sử dụng của chiếc máy thì không có gì phải quan tâm. Và đây là cục sạc. Cục sạc để trong này rất là gọn gàng. Các bạn cầm lên như thế này. Wow, cục sạc năm nay cùng là 65W nhưng mà nhẹ lắm. Dây cáp này, phụ kiện chỉ có vậy thôi. Nhưng mà cái cục này nó nhẹ thật các bạn. Cục sạc này rất là nhẹ bởi vì nó chỉ có công suất là 39W thôi các bạn. Dành cho những bạn nào không nhớ hoặc chưa biết thì Surface Pro 9 là phiên bản tiền nhiệm của chiếc máy này. Nó có cục sạc được đi kèm máy là 65W, sử dụng chip Intel mà. Còn ở trên chiếc máy này là sử dụng chip Snapdragon, vì vậy nên nó tiết kiệm pin hơn. Và đồng nghĩa với việc đó thì nó cũng không cần thiết phải có một cục sạc quá là mạnh để có thể chạy được. Đấy là một trong những thứ khiến cho con chip ARM được rất rất được trông đợi ở trên những chiếc máy tính Microsoft Surface, và đặc biệt là chiếc Surface Pro 11 này. Wow, đúng là đồ mới. Thật tuyệt. Rồi, và đây là chiếc Surface Pro 11 của chúng ta. Đây là chiếc Surface Pro 11 mới nhất đến từ Microsoft. Và đương nhiên rồi, cảm quan cá nhân thì hoàn thiện nó vẫn rất là tuyệt vời, nó vẫn rất là ok. Các góc bo tròn, rồi khung viền màn hình bo tròn, rồi rất rất nhiều những thứ mà chúng ta đã được tận hưởng ở trên chiếc Surface Pro 9. Thì ở đây, chiếc Surface Pro 11 chúng ta có vẫn có y chang. Các cổng kết nối, vị trí các cổng kết nối, hai cổng USB-C ở phía bên này, các nút bấm ở phía trên, cổng sạc Surface Connect ở phía bên này,
Nói chung là mọi thứ thì so với chiếc Surface Pro 9 thì nó không có gì khác biệt cả. Ngoại hình của nó thì vẫn như vậy, nó đã rất là đẹp rồi. Vì vậy nên là nó không cần thiết phải thay đổi quá là nhiều. Chỉ có duy cái phần viền màn hình này thì mình hơi gọi là hơi đáng tiếc một chút. Mặc dù là cái phần viền góc đã bo tròn rồi, thế nhưng mà ở phần viền trên và phần viền dưới màn hình thì nó vẫn là cái hai giải trên dưới nó hơi dày một chút. Và đương nhiên là nó vẫn giống Pro 9 ở cái đoạn là khi mà các bạn mở nắp phía sau này, nếu như cần các bạn có thể thay thế ổ SSD một cách rất là dễ dàng. Màu vàng cát này mình thấy là thứ nhất là nó hơi ngả về phần màu nâu, nhìn nó vẫn rất là mạnh mẽ, nhìn nó vẫn rất là sang nha các bạn. Khi các bạn nhìn chi tiết vào ấy, thì các cái phần kim loại này nếu như mà nó có ánh sáng nó sẽ bóng bóng lên, nhìn nó giống màu cát ấy, nhìn nó rất là đẹp. Công nhận là màu đun mới này nhìn nó đẹp thật. Ngoài phiên bản màu đun này thì các bạn sẽ có thể lựa chọn thêm những cái phiên bản tùy chọn màu sắc khác, ví dụ như là màu sapphire là màu xanh da trời ấy, màu black là màu đen, và có cả màu platinum là màu bạc đấy. Bởi vì đây là những chiếc máy rất là mới ở tại thị trường Việt Nam, bàn phím nó vẫn chưa về các bạn ạ. Vì vậy nên là mình tạm thời sử dụng chiếc Surface Pro 11 này với bàn phím Surface Pro 9. Nó kết nối hoàn toàn bình thường nha các bạn, tương thích và sử dụng bình thường, vẫn nhận bút Surface Slim Pen bình thường, và nó không có cái điểm gì khác biệt so với lại khi mà mình sử dụng chiếc bàn phím này với lại Pro 9 cả. Về cấu hình Snapdragon X Plus, RAM 16GB và bộ nhớ trong là 512GB, thì đây là chiếc máy mà sẽ có mức giá 41.990.000 cho chiếc máy này không nhá. Chỉ cho riêng chiếc máy này thôi. Và nếu như các bạn mua thêm bộ bàn phím của chiếc Surface Pro 11 nữa, cái loại bàn phím mà nó có vẫn ngoại hình vẫn như thế này nhưng mà nó có Bluetooth ấy, để các bạn rút ra để các bạn vẫn có thể sử dụng được bình thường, thì các bạn sẽ cần phải bỏ thêm tiền để mua cái bàn phím đó. Và đương nhiên là mức giá của những chiếc bàn phím đấy khi mà về Việt Nam thì mức giá của nó sẽ không rẻ được. Mình nghĩ là các bạn cũng sẽ có thể mua những chiếc bàn phím của Surface Pro 9 và sử dụng nó hoàn toàn bình thường. Hai phiên bản sử dụng các chip khác nhau thì nó không có sự thay đổi nào khác ngoài màn hình ở trên hai chiếc máy. Trên chiếc Surface Pro 11 sử dụng con chip là Snapdragon X Elite, thì màn hình được trang bị ở trên màn chiếc máy đó sẽ là màn hình OLED. Còn ở trên chiếc máy mà mình đang cầm trên tay sử dụng chip Snapdragon X Plus thì sẽ chỉ là màn hình IPS LCD thôi. Theo như mình nhìn thì màn hình này nó vẫn rất là ok, nó vẫn rất là mượt. Màn hình tần số quét cao 120Hz và màn hình của nó hiển thị nó cũng vẫn rất là sắc nét, không có vấn đề gì cả. Thì nó chỉ là thua thiệt một chút về phần màn hình so với lại phiên bản cấu hình cao hơn là Snapdragon X Elite thôi. Còn nếu như mà các bạn lựa chọn cái phiên bản đó thì các bạn sẽ cần phải bỏ thêm là khoảng 9 triệu nữa, thì các bạn sẽ mua chiếc Snapdragon X Elite với mức giá là 51 triệu. Nếu như các bạn đã cảm thấy choáng ngợp rồi thì các bạn có thể tham khảo mức cấu hình cao cấp nhất của chiếc máy này, Snapdragon X Elite Surface Pro 11 với màn hình OLED, 32GB RAM và bộ nhớ trong SSD 1TB thì có mức giá lên tới là 73 triệu. Ok, mức giá ở thời điểm hiện tại dành cho những chiếc Surface Pro 11 chưa thực sự quá hấp dẫn. Trước đây mình đã từng sử dụng hai phiên bản Surface Pro X, nhiệt độ của nó rất là ok, tốc độ phản hồi khi các bạn mở app nó rất là nhanh. Đây, mình sẽ cho các bạn xem khi mà các bạn sử dụng một chiếc Surface sử dụng chip ARM thì tốc độ mở app của nó gọi là phải vô địch luôn. Ví dụ như ở đây các bạn có thể nhìn thấy, bây giờ ví dụ mình sẽ kích vào mở Microsoft Edge này, các bạn sẽ bất ngờ về tốc độ mở app của nó. À, ấn nhầm. Gần như ngay tức thì luôn nha các bạn, là nó đã mở app lên rồi. Đây, ví dụ mình vào setting nhỉ các bạn. Mở phát lên gần như ngay tức thì luôn. Mở Microsoft Store. Nó chạy gần như ngay tức thì, cái này là do mạng chậm nên nó load hơi lâu. Ok, mình sẽ tiến hành dùng thử phần mềm Microsoft Paint với Core Creator, một trong những tính năng mà Microsoft đã quảng cáo khá khá trong sự kiện ra mắt của chiếc máy này. Và đương nhiên rồi, mình cũng sẽ kiểm tra xem NPU ở bên này thì nó có hoạt động, nó có chạy hay là không, để xem là cái tính năng AI với Core Creator này thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Với lại NPU. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ một cái ô tô. Draw a car.
Wow. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Đó, nó sẽ cho mình vẽ cái mẫu xe mà mình đã mong muốn, và bây giờ thì mình sẽ chuyển nó sang đây để tô thêm các cái chi tiết mà mình mong muốn, nó sẽ hoàn thiện thêm ở bên này. Đây là những cái kết quả mình nhận được. Nhưng đại khái là chúng ta đã có những cái ứng dụng đầu tiên có thể sử dụng với NPU ở trên những chiếc máy tính Windows Core Creator. Và nó hoạt động rất là nhanh đấy chứ. Nó hoạt động rất là nhanh và ít ra là chúng ta cũng sẽ có những cái hình ảnh minh họa để có thể là vẽ nó không chi tiết lắm, nhưng mà nó sẽ có những cái hình ảnh minh họa để chúng ta có thể thêm vào các cái bài viết hay là ghi chú kiểu như vậy. Và sau khi mà sử dụng một tí, mình thấy là máy vẫn rất là mát. Về chiếc Surface Pro 11 sử dụng con chip Snapdragon này thì có một vài điểm mà mình rất mong chờ ở trên chiếc máy. Thứ nhất đó là về thời lượng pin. Thời lượng pin của nó sẽ tốt hơn, hoặc ít nhất là cũng bằng hoặc kém hơn một chút so với những chiếc MacBook Air. Những chiếc MacBook sử dụng con chip M của Apple ấy, cũng là chip ARM giống như trên chiếc máy này. Thứ hai đó là nhiệt độ khi sử dụng. Có rất nhiều những cái phàn nàn liên quan đến việc những chiếc Surface Pro 9 hay là Pro 10 sử dụng nhiệt độ của nó quá cao, hầu hết là do con chip Intel sử dụng ở trên chiếc máy. Thì với con chip Snapdragon này thì mình trông đợi vào cái nhiệt độ thấp hơn khi mà sử dụng. Và thứ ba đó là trong quá trình sử dụng, chiếc máy này sẽ có thể chạy được tốt các app x86, những app 64 bit đến từ các nhà phát triển khác thông qua trình phiên dịch của Microsoft. Thì cái này là ba cái mà mình rất mong chờ ở trên chiếc máy này, và mình sẽ lần lượt thử tất cả ba yếu tố này ở trên chiếc máy này trong các video tiếp theo trên kênh. Và nếu như các bạn quan tâm thì đừng quên là đăng ký theo dõi kênh Surface City để cập nhật được những video đó sớm nhất. Và mình sẽ để link phía dưới phần mô tả video này mức giá chiếc máy để các bạn có thể cập nhật. Qua một vài cái sử dụng ban đầu ở trên chiếc máy này thì mình thấy là thứ nhất là nó phản hồi rất là nhanh, tốc độ của nó phải nói là rất là đáng nể. Thứ hai đó là nhiệt độ của nó. Bình thường mình sử dụng Pro 9 của mình thì khi mà mình sử dụng bình thường như thế này thì sờ vào mặt lưng, sờ vào mặt sau đã có hiện tượng nó ấm lên rồi. Nhưng mà ở trên chiếc máy này thì mình thấy là nó vẫn tương đối là mát mẻ, không hề có hiện tượng ấm lắm. Thì cái này mình cũng không rõ là do con chip hay là do mình chưa sử dụng quá nhiều ứng dụng, nhưng mà mình sẽ thử nghiệm thêm và giải đáp các thắc mắc của các bạn trong các video sau. Các bạn muốn mình test những cái app gì thì các bạn có thể comment xuống phía dưới, mình sẽ chạy nó, cài đặt và chạy nó ở trên những chiếc máy Surface Pro 11 ARM này, Snapdragon này, để cho các bạn xem là nó có hoạt động được tốt hay là không. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.